hãy ghé thăm tủ sách của Spyroom trên Shopee dưới phần mô tả để chúng mình có thể dành tặng các bạn những mã ưu đãi độc quyền như này. Không quá khi nói rằng Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên hệ tư tưởng và niềm tin của một bộ phận lớn người dân Việt Nam với số lượng tín đồ đông đảo nhất. Nhưng khi nhắc đến thực hành Phật giáo, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Có phải là đi thiền, đi chùa, cúng lễ, cầu may? Những điều ấy có làm nên một Phật tử hay không? Hay đúng hơn, đó có phải là cốt lõi của Phật giáo? Để thực sự hiểu Phật giáo có nghĩa là gì, chúng ta cần phân tách sự nhập nhằng giữa việc xem Phật giáo như một tôn giáo để thờ phụng hay như một triết lý để nghiền ngẫm, hay biết đâu là một định nghĩa hoàn toàn khác. Câu trả lời sẽ được chúng mình bật mí qua bài viết Phật giáo có phải tôn giáo hay triết học không? Vậy Phật giáo là gì? Của tác giả Nhạn Hoa Long. Xin bạn lưu ý là Spyroom đã mạn phép thêm định nghĩa về triết học, sắp xếp lại bố cục bài và bổ sung phần phân biệt Phật giáo theo triết học hay tôn giáo để có thể đem lại một lời giải thích chi tiết và dễ hiểu hơn. Hy vọng video lần này sẽ đem đến cho bạn một góc nhìn thú vị và bao quát hơn về Phật giáo nhé. Còn bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu thôi nào. Định nghĩa tôn giáo. Theo luật tín ngưỡng tôn giáo có thể được định nghĩa là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức. Trong từ điển Việt Nam, tôn giáo được định nghĩa là sự công nhận một sức mạnh được coi là thiêng liêng, quyết định một hệ thống ý nghĩ tư tưởng của con người về số phận của mình trong và sau cuộc đời hiện tại. Do đó quyết định phần nào được hệ thống đạo đức, đồng thời thể hiện bằng những tập quán lễ nghi, tỏ thái độ tin tưởng và tôn sùng sức mạnh đó. Còn theo Viện Nghiên cứu tôn giáo bắt nguồn từ thuật ngữ religion trong tiếng Anh, và từ religion đó lại xuất phát từ thuật ngữ legere tiếng Latin, có nghĩa là thu lượm thêm sức mạnh siêu nhiên. Phật giáo có phải là tôn giáo? Hiểu theo khái niệm cơ bản nhất về tôn giáo thì đạo Phật hiện nay cũng có hệ thống quan niệm và hoạt động gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức như sau. Đầu tiên, hệ thống giáo lý bao gồm tứ diệu đế, bát chánh đạo, v.v. Thứ hai, tôn thờ và tín ngưỡng, có hệ thống thờ Đức Phật và Bồ Tát, A-la-hán, v.v. Thứ ba, đạo đức, có trong năm giới của người Phật tử tại gia là không sát sinh, không ăn cắp, không nói dối, không tà dâm và không uống rượu. Thứ tư, nghi thức và nghi lễ tôn giáo, kỳ siêu, kỳ an, lễ Phật, kinh hành, chẩn tế, v.v. Thứ năm, hệ thống thờ tự, miền Bắc thờ theo lịch sử Đức Phật, ví dụ như dưới cùng là tòa Cửu Long với ý nghĩa là Đức Phật đản sanh. Miền Nam thì tùy nơi, nhưng tụ chung là thờ Đức Bổn Sư Thích Ca, tức Thích Ca Mâu Ni, hoặc thờ Tây Phương Tam Thánh, tức Đức Phật A-di-đà, Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Cuối cùng, tăng sĩ và giáo hội. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew vào năm 2030, trên toàn thế giới có khoảng 511 triệu dân là tín đồ Phật giáo. Vậy nên, nếu hiểu tôn giáo là niềm tin và đạo lý và sự thực hành các nghi lễ, tục lệ và tổ chức của một nhóm người, của một tổ chức, thì Phật giáo là một tôn giáo cũng như các tôn giáo khác như đạo Thiên Chúa, đạo Do Thái, đạo Hồi, Ấn Độ giáo, v.v. Nhưng nếu xét về đúng hai chữ đạo Phật khởi nguyên thì kỳ thực, khi Phật giáo được phổ biến trong dân gian, thì tất cả hình thức, nghi lễ đều là do người đời sau sáng tạo thêm để đáp ứng theo đặc trưng tín ngưỡng của từng địa phương. Ví dụ như, Phật giáo khi vào Trung Quốc thì hòa nhập vào nền tôn giáo bản địa, hình thành nên khái niệm Tam giáo đồng nguyên, tức ba tôn giáo Nho, Phật, Đạo đều cùng từ một nguồn gốc. Hay vào nước ta thì tạo nên Quan Âm Thị Kính, bộ truyện nôm về một hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đạo Phật khởi nguyên không tin có Thượng Đế, không tin có đấng sáng tạo ra vũ trụ và kiểm soát số phận định mệnh của nhân loại. Vì vậy, nếu xem tôn giáo là niềm tin tuyệt đối vào Thượng Đế, người có nhiều quyền lực toàn năng để người theo đạo đó tôn thờ, thì Phật giáo không được coi là một tôn giáo. Định nghĩa triết học. Triết học là một bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức và ngôn ngữ, theo Wikipedia. Theo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy. Triết học nghiên cứu về các câu hỏi chung và cơ bản về sự tồn tại, kiến thức, giá trị, lý trí, tâm trí và ngôn ngữ. Ở Trung Quốc, thuật ngữ triết học có ngôn ngữ là chữ triết. Người Trung Quốc hiểu triết học không phải là sự miêu tả, mà là sự truy tìm bản chất của đối tượng. Triết học chính là trí tuệ, là sự hiểu biết sâu sắc của con người.
ở Ấn Độ thuật ngữ Darsana, có nghĩa là chiêm ngưỡng, nhưng mang hàm ý là tri thức dựa trên lý trí, là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người đến với lẽ phải. Ở phương Tây, thuật ngữ triết học xuất hiện ở Hy Lạp. Nếu chuyển từ tiếng Hy Lạp cổ sang tiếng Latin, thì triết học là philosophia, nghĩa là yêu mến sự thông thái. Với người Hy Lạp, philosophia vừa mang tính định hướng, vừa nhấn mạnh đến khát vọng tìm kiếm chân lý của con người. Phật giáo có phải là triết học? Nếu hiểu triết học là sự yêu mến trí tuệ giác ngộ, thì Phật giáo là một triết học, bởi vì Phật giáo đã hướng dẫn tín đồ nhận thức sáng suốt về các hành động và tư tưởng của bản thân, giúp họ phát triển trí tuệ giác ngộ, sự hiểu biết chân lý. Ở trong quyển Anguttara Nikaya, Tăng Nhất Tập, có đoạn ghi lời Đức Phật như sau. Đừng tin tưởng những điều gì dựa vào tập quán, những bài văn viết lưu truyền lại. Đừng tin những gì được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đừng tin tưởng những điều gì do các bậc thánh nhân, giáo chủ nói lại. Ngay cả đừng tin tưởng vào những điều mà thầy học của mình, tôn sư của mình nói ra. Điều quan trọng là chúng ta phải kiểm nghiệm những lời nói, những điều do các bậc nêu trên dạy. Ta phải nhận rõ đâu là chỗ đúng, đâu là chỗ sai, đâu là điều có lợi cho mình và cho kẻ khác. Các đệ tử hãy lấy đó ra làm tiêu chuẩn sống ở trong cuộc đời này. Lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như các nhà tư tưởng Phật giáo sau này đều chú trọng đến sự khảo sát, nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng và hợp lý. Đây cũng chính là những điều cơ bản mà các triết gia Tây Phương, triết gia Ấn Độ làm nền tảng cho các lý luận của mình. Vậy sau cùng, Phật giáo là gì? Để đưa ra một định nghĩa về Phật giáo thì Phật giáo không riêng của ngành học nào, mà bao trùm tất cả tôn giáo, đạo học, luân lý, triết học và khoa học. Không một môn học nào Đức Phật lại không nói đến. Vậy nên, nệ vào tôn giáo là cố chấp, nệ vào triết học cũng là cố chấp. Trong cuốn sách Đạo Phật qua nhận thức mới, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết rằng, Đạo Phật có phải là một triết học không? Phải. Có phải là một huyền học không? Phải. Có phải là một luân lý học không? Phải. Đạo Phật là tất cả, cái gì cũng có trong Đạo Phật. Nhưng nếu chỉ nghiên cứu sâu xa về một mặt mà bảo rằng Đạo Phật chỉ là triết học hoặc chỉ là một luân lý hay một tôn giáo, thế là đã nhìn Đạo Phật một cách phiến diện. Đạo Phật đơn giản chỉ là Đạo Phật, không có gì ngoài khái niệm này cả. Hiểu đúng về Phật giáo. Thay vì phân loại Phật giáo, điều quan trọng mà một người tìm hiểu đến Đạo Phật là phải hiểu thật sự chữ thấy. Trong Bát Chánh Đạo đầu tiên cũng là chánh kiến, tức thấy đúng và thấy không bị vô minh che lấp. Dù bạn có tu theo pháp môn nào của Phật giáo, thì tự chung chính là cái nhìn thấy chân chánh, tức hiểu chánh pháp, có đức tin, có trí tuệ, biết hổ thẹn và giữ chánh niệm. Trong thiền tông có câu, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, có nghĩa là chỉ thẳng tâm Phật, thấy tánh thành Phật. Việc thấy này là thấy đúng, thấy được bản chất mà không hề bị suy nghĩ cá nhân hay khái niệm khác đánh tráo, là phá bỏ những sự thấy sai lầm, là rũ xuống hết tất cả cái tà kiến, biến cái thấy sai thành cái thấy đúng. Chúng ta thường vin vào cái tôi, của tôi mà sinh ra tà kiến, chấp kiến. Và vì chính cái tà kiến, tức cái nhìn sai trái kia mà dẫn chúng sinh chìm trong đau khổ. Đây chính là điểm cốt yếu đầu tiên của Phật giáo. Tiếp đến là hành trình và trải nghiệm trong đời sống tâm linh, tu tập. Một người biết đến Đạo Phật mà chưa đặng được lời Phật dạy là như thế nào cũng nên lấy đó là một điều hổ thẹn. Mà khi đã biết và chẳng thực hành chả khác gì món trang sức trên người, chỉ khiến anh ta trông càng lố bịch và thích khoe mẽ cái mình hiểu biết ra mà thôi. Nơm không khác gì ông trọc phú. Cần hiểu rằng con đường hành trình tâm linh của Phật giáo khác với các tôn giáo khác ở điểm không mong cầu gì ngoài bản thân chính mình. Không có một đức Chúa Trời, đấng toàn năng, phạm thiên nào mà chỉ có bản tính chân như của mỗi con người chúng ta, tức tính bất động, thường hằng, nằm ngoài mọi lý luận nhận thức, hay gọi cách khác chính là Phật tánh. Phật giáo là nằm trong con người, do con người, bởi người và cho con người, là Đức Phật trả con người lại cho con người. Câu nói này hơi khó hiểu. Bạn có thể hình dung khi một đứa trẻ lớn lên, học trường này, làm chỗ kia, rồi trở thành ông này bà nọ, có chức, có quyền. Để rồi người ấy cứ ngỡ mình là một ông tổng giám đốc, bà quản lý, cứ thế mãi chạy miết theo những chức danh ấy. Tình huống này giống với câu chuyện con lừa và củ cà rốt, dù đi miết nhưng chả biết là sẽ đi về đâu. Nhưng mỗi người cũng chỉ là con của mẹ, của quê hương mà thôi. Dù bạn có đeo lên trên người nhiều nhãn mác, nhãn hiệu, ngộ nhận đi chăng nữa. Để có một đời sống thực tu là người theo Phật giáo, thì bạn phải có cái thấy đúng đắn, thấy sự thật. Và muốn được như vậy, không gì ngoài tin vào cái Phật tính của mỗi người. Phật giáo là con đường tu tập của mỗi người. Phật tử phải tự tìm ra con đường cho chính mình để giải thoát.
Đạo Phật đưa chúng ta đến sự thấy chân chánh và mời bạn lên đường, không vướng bận, không biên giới, không nhờ vả một ai. Hãy tự một mình đi trên con đường đó, và tất cả đó chính là vì Phật giáo, chỉ là Phật giáo. Bạn nghĩ sao về quan điểm Phật giáo này? Với bạn, Đạo Phật nên được hiểu như thế nào? Nếu là một Phật tử, bạn có đang thực hành theo những điều mà tác giả chia sẻ vừa rồi hay không? Hay có tôn giáo nào khác mà bạn muốn Spyroom phân tích thêm nữa hay không? Chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé! Cảm ơn bạn đã xem hết video lần này. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.